Hello mọi người, như mọi người biết thì ngày xưa mình là một sinh viên của Arena. Đó là chọn lựa của bản thân mình khi mình muốn theo học một cái gì đó nó liên quan tới mỹ thuật và nó mới mẻ, và nó cảm thấy mình cảm thấy được chiều chuộng bản thân khi mà mình được làm cái gì đó mình đam mê, mình muốn theo đuổi một cái nghề mà mình có cái sự đam mê đó. Thì sau cái thời gian mình học và mình làm poster này nọ cho một số ca sĩ thì mình cũng có đi quay MV, và vì như thế cho nên mình mới thích làm đạo diễn. Và 3 năm sau khi học Arena xong mình mới bắt đầu đi học đạo diễn. Và cái đó là cái nhận ra sau của mình, nhưng mà thật sự đến lúc đó rồi nó mới xuất hiện, và mình cái mong ước làm phim của mình nó rõ ràng hơn á. Và tất cả các kiến thức mà mình học ở Arena trước đó nó giống như là một cái ba lô mình mang theo trên vai, mình có một số đồ đạc chuẩn bị sẵn để mà mình đi tiếp ở trên cái hành trình sau, mình vẫn cảm thấy ổn á. Là khi mà cái chuẩn mực thẩm mỹ hay những cái đòi hỏi của mình trong cái việc sản xuất phim nó cũng rõ ràng hơn, thì là cái quá trình bắt đầu của mình nó đã như thế. Mình nhìn lại thì mình thấy là để làm đạo diễn, cái quan trọng nhất đối với mình chưa là cái chưa chưa khoan hay nói về tính nghệ sĩ gì cả, đó là cái việc biểu đạt ra tất cả những suy nghĩ của mình, hoặc là giao tiếp, và đặc biệt là kết nối con người. Bởi vì thật ra đạo diễn, như mình có chia sẻ một lần, là làm tất cả và không làm gì cả, mình chỉ hoạt động đầu óc của mình, và mình tôn trọng và lắng nghe cái sự sáng tạo của đồng đội, và làm sao tất cả nó cùng thống nhất lại thành một cái gì đó nó rất là chỉnh chu, và nó hoàn toàn là một thể thống nhất. Thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực của người đạo diễn chọn ra những người phù hợp với nhau, và làm sao để khai thác họ ở trong một cái dự án, nó bổ trợ cho tất cả những người còn lại, và ai cũng có một cái phần giá trị nhất định mà được cái người đạo diễn đó đẩy đẩy cái tư duy của họ, cái sáng tạo của họ đến được với khán giả và kết nối tất cả anh em lại. Thì mình nghĩ cái đó là cái yếu tố tiên quyết của một người đạo diễn. Nếu mà mình không nói được cái điều mình muốn, hay là mình không có làm cho người ta thực hiện được cái điều mà mình muốn, thì thật ra mình sẽ phải làm rất nhiều, mà đến lúc đó khi mình phải phải lo cho cái trách nhiệm của người khác, mình sẽ cũng không còn là đạo diễn nữa. Nên là khi mà các bạn muốn theo ngành đạo diễn, đầu tiên thì mình nghĩ cái yếu tố tiên quyết nhất nó nên là bẩm sinh luôn á, là mình phải dám nói, dám thể hiện, dám suy nghĩ, dám ước mơ, dám hình dung ra những cái kịch bản nó thú vị, nó rất nhiều thứ mình phải dám. Là nói chung là hơi điên điên tí thì tốt. Và sau đó mình sẽ rèn luyện. Ví dụ mình chưa có sẵn á, mình sẽ rèn luyện về cái cách thức mình nói chuyện, mình giao tiếp, mình lắng nghe, mình làm việc nhóm, và tiếp theo nữa về chuyên môn thì mình sẽ bắt đầu phải đi vào, mình xem mình yêu thích cái thể loại phim hay là cái cách kể chuyện để tìm ra bản sắc này nọ của riêng mình, làm sao mà mình được nhận diện không giống giống với tất cả những người khác. Người ta biết tới mình phải là một cái gì đó rất riêng, thì những cái đó là những cái bước sau. Nhưng mà đầu tiên mình nghĩ là nếu các bạn nhận ra thích làm phim, thích quay, thích ghép nối mọi thứ, thích có một cái ekip bạn bè cùng quy tụ lại để mà cùng thực hiện một cái project gì đó, thì mình nghĩ là những cái yếu tố đầu tiên mà bản thân các bạn có thể nhận ra các bạn thích hợp làm đạo diễn rồi. Với lại hồi đó bắt đầu làm chung với nhau là cũng từ học chung Arena luôn. Thì là bắt đầu làm việc nhóm chung từ lúc đó rồi. Còn làm sao mà tới giờ 10 năm thì không biết. Nó đưa đẩy, nó định mệnh lắm, cũng biết nữa. Nói chung là một phần là vì tụi em có cùng cùng một cái tính giống nhau là dám nói ra, cho nên là có cái việc gì á thì cái gì mình cũng nói ra được á, thì cái đó nó rất là giúp ích cho cái công việc mà biên kịch của em. Nghĩa là ngoài cái việc ngoài cái yếu tố là viết á, thì em là ngày xưa em học cấp 3 thì em là học sinh chuyên văn,
Cho nên là ngoài cái yếu tố là viết và sử dụng câu chữ để mà thể hiện cái ý tưởng của mình á, thì em nghĩ là cái thứ hai á, là cái vấn đề giao tiếp. Nghĩa là người em đưa cái kịch bản cho người ta đọc là một phần, nhưng mà em cũng phải present nó, em phải thuyết trình nó và phải nói được những cái suy nghĩ trong đầu em. Cái vấn đề giao tiếp là cái tiên quyết quan trọng trong cái công việc này. Tại vì ngoài những cái giao tiếp đó ra thì làm cái công việc biên kịch này nó rất là cô đơn. Làm cái lúc mà em làm là chưa ai làm hết, và em chỉ làm một mình thôi, mà một mình em là sống trong cái thế giới đó và phải nhập vai hết người này tới người khác. Cái MV này thì đỡ, nhưng mấy cái MV kiểu như là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, cái series Adoda đó, thì em phải vừa làm chị Giang, vừa phải làm Hân, vừa phải làm thằng Cắm Sừng, vừa phải làm đó, nó đủ thứ hết. Cho nên lúc nãy em có trả lời ở trong phần Q&A của một bạn á, là bạn hỏi là làm biên kịch có mệt không á, thì em nói là mệt về thân xác là không luôn nha, là em nghĩ là zero luôn á, so với lại những cái khối lượng công việc của mọi người ở ở phần on set hay là ở phần hậu kỳ. Nhưng mà mệt về não á thì bằng mọi người, còn về tâm lý á là rất là khổ tâm luôn nha, rất là ngược đãi bản thân luôn á. Thì cái đó là cái coi như là cái mục số 2 đi, để em nói với các bạn đó. Còn cái số 3 là cái về việc mà hồi nãy cũng có một bạn hỏi là mình học ở đâu hay là tự học hay là như thế nào á, thì là em cũng có trả lời luôn là ở Arena hồi trước em học á là có môn biên kịch, và em nhớ thầy đó là thầy Lâm, thầy tên là thầy Lâm, thì nhờ cái buổi học đó với thầy, nhờ những cái buổi học đó với thầy á, thì em mới gọi là xác định là mình làm cái này được. Thầy thì thầy dạy là viết kịch bản quảng cáo, cho nên là còn kịch bản MV là lúc đó chưa có ai làm biên kịch MV hết, cho nên là cũng không có ai dạy, nhưng mà thầy dạy viết quảng cáo. Thì nhờ thầy hình như là thầy tên là Bùi Đình Lâm đúng không ta, thì thầy tên Lâm đó, thầy dạy cái môn đó, thì sau những cái buổi đó thì em có thêm tự tin để mà xác định là em sẽ đi vào con đường này. Với lại cái số 4 là cái việc học Arena nó giúp em rất là nhiều trong cái quá trình làm nghề sau này. Nghĩa là em học Photoshop, thì cái việc Photoshop nó giúp em làm ra những cái tấm hình mà minh họa cho mấy cái scene ở trong kịch bản. Và em được học editing video, em được học về phần online á, nghĩa là về kỹ xảo đồ các kiểu á. Thì nhờ mấy cái học đó mà em nắm được cái quy trình đó, là một cái cảnh em viết như vậy á, là sau này người ta sẽ làm như thế nào, người ta sẽ post là làm phần hậu kỳ như thế nào, thì cái đó nó giúp cho em cân bằng được việc là ý tưởng em bay bổng tới đâu và cái thực tế thực tiễn á, là mình làm được như thế nào. Thì đó là bốn cái lưu ý của em, gọi là bốn lưu ý, bốn cái note đi của em dành cho mấy cái bạn nào mà muốn làm biên kịch hả. Thật ra thì em bắt đầu là việc từ nhỏ thì em xác định là em không làm được gì ngoài việc vẽ vời, nên là cơ duyên này nó thuộc về khả năng của mỗi người. Ví dụ như là em thấy em không giỏi lắm về những mảng khác mà em cũng không thích nó nhiều lắm, nên từ hồi năm lớp 4 này em đã xác định là em sẽ làm những cái việc liên quan tới kịch vẽ, và lúc đó thì mình cũng chưa có hình dung được chính xác là mình làm gì. Thì mình chỉ biết là đây là cái khả năng mình làm tốt nhất, rồi mình sẽ đi theo những nghề mà mình có liên quan. Thì khi chọn ngành vào đại học thì mình chọn là khoa mỹ thuật công nghiệp của trường Văn Lang. Đấy. Thì khi mà vào rồi thì mới bắt đầu xác định được là trong khoa thì có rất nhiều mảng. Thì lúc đấy là cũng kiểu là một người thích set up đồ đạc thì mình chọn là nội thất. Đấy. Và khi mà ra trường thì mình làm một nghề cũng hơi không liên quan lắm, là làm phóng viên và làm creative producer cho một cái mảng gọi là mảng food của Benson Flower Media, là chuyên về sản xuất hình ảnh ẩm thực. Sau khoảng 4 năm hơn thì mình quyết định nghỉ, tại vì thật ra là cái mảng đấy thì mình cũng khá thành công mà cũng có những cái tính tâm riêng rồi. Mình cảm thấy là mình không có phát triển nhiều lắm ở bên mảng báo chí ẩm thực nữa,
Thì sau đó cơ duyên là được bên anh Khương, bên Trái Đào mời về làm art director. Thì lúc đấy là mình chưa hề có một cái khái niệm gì về cái nghề này hết. Và bởi vì bản thân có khả năng sắp xếp và cũng là có một khả năng sản xuất rồi, nên là khi vào thì mình cũng nắm khá là nhanh. Từ năm 2017 tới giờ thì chị làm art director, sau đó làm là production designer, cũng có một số thành công nhất định. Với sau gần đây thì mình bắt đầu chuyển sang làm phim. Cái đấy thì bây giờ mọi người có cái thông tin để mà tìm hiểu rõ hơn thì chắc là các em có thể định hướng được cho mình sớm hơn để có thể tìm được những lớp học phù hợp cho mình. Còn hồi trước khi mà chị bắt đầu làm thì mình sẽ chỉ dựa trên cái khả năng mình có sẵn thôi, sau đó mình tìm một cái hướng đi phù hợp, và cũng là cơ duyên mà được mọi người mời làm thì mình mới có khả năng mình thử sức mình, và vô tình là mình lại phù hợp với cái nghề này nên mình vẫn tiếp tục tới giờ. Thì cơ duyên đến với nghề của em ha, thì từ hồi nhỏ là em đã khoái vẽ rồi, em thích vẽ rồi, nghĩa là lúc đó là mình chưa có cái nghề này, chỉ có hai cái liên quan tới vẽ, một là làm họa sĩ, hai là làm kiến trúc sư thôi. Thì lúc nào em cũng muốn là lớn lên làm kiến trúc sư hết trơn, lúc còn nhỏ xíu xíu á là đã muốn lớn lên làm kiến trúc sư rồi. Nhưng mà sau khi lớn lên em mới xác định được là em rất là ghét mấy con số, nghĩa là em cực kỳ ghét số luôn, ngay cả bây giờ mà đi mua đồ ăn á mà thối tiền là em cũng không nhớ là phải thối nhiều, dù như đường trăm phải thối nhiều cũng không nhớ nữa. Và em rất là ghét những cái mà phải chính xác tới từng ly từng tí, em cực kỳ ghét đó luôn. Mà kiến trúc sư mọi người biết rồi đó, nó phải là đúng số đo, đúng này nọ và kỹ thuật đó rất là nhiều, cho nên là mình quyết định là mình đi theo mỹ thuật truyền thông. Thì tất cả những cái bậc phụ huynh ở Việt Nam đi thì thường đó nha, là không muốn con mình sẽ theo những cái ngành liên quan tới nghệ thuật, họ muốn con mình sẽ liên quan tới mấy cái về kinh tế, về luật sư này nọ. Thì mẹ mình cũng vậy thôi, mẹ mình muốn mình học về kinh tế cho nên là mình học về marketing ở trường tài chính marketing. Nhưng mà đổi lại á, là mẹ cho mình cái lựa chọn như là nếu như mà con mà học về kinh tế á, thì mẹ sẽ cho phép con học thêm về mỹ thuật truyền thông. Thì lúc đó mình đâu có tiền đâu, mình tự có tiền học đúng không, nên là mình bắt buộc phải theo những cái ước muốn phụ huynh để có thể nuôi đam mê mình thôi. Cho nên là mình quyết định mình học cả hai trường luôn, là mình học về Arena Multimedia với lại mình học thêm một ngành marketing nữa. Thì mọi người, mình thấy có nhiều bạn, rất là nhiều bạn hỏi là nếu như không biết vẽ thì có thể học Arena được không, học Arena Multimedia được không. Thì cá nhân mình nha, mình vẽ chỉ ở mức tạm thôi, tại vì ngay từ nhỏ mình không được đi học vẽ cách chuyên nghiệp á, cho nên là mình cũng chỉ vẽ ở mức tạm chấp nhận được thôi à. Nhưng mà mình vẫn vào được. Lúc đó lúc mà mình bắt đầu ngày này mình nói chết cha, mình vẽ không có bằng những cái bạn digital art, digital artist thì làm sao mà mình có thể xịn được vậy. Nhưng mà sau khi mình học rồi mới thấy á, nó có rất là nhiều những cái hướng đi khác cho các bạn. Nếu các bạn thấy làm 3D nè, làm phim nè, rồi có thể làm graphic design mà cũng đâu cần phải biết vẽ đâu, hay là làm Photoshop manipulation đâu cần phải biết vẽ đâu, mình vẫn có rất là nhiều hướng để mình xác định đi mà. Thì ban đầu mình bắt đầu mình làm là mình làm Photoshop trước, mình làm bắt đầu bằng 2D trước. Xong rồi sau đó mình bắt đầu mình có cơ duyên mình làm trong ngành Nightlife á, là mình làm 3 club á. Đó thì đi vô trọng á thì mình mới thấy là những cái công nghệ của những ngành anh đi trước trong Nightlife á, họ đưa lên poster lên tập mới, họ sử dụng những cái 3D này nọ đồ trông như trong phim Hollywood vậy á. Mình bắt đầu mình thấy ồ, cái này 3D rất là hay nha, mình có thể ứng dụng được nhiều á. Mà cái Nightlife á, nó có một cái rất mắc cười, nhất là cạnh tranh cực kỳ nhiều luôn. Cùng cái giá tiền đó mà bạn không làm được những cái khác như người ta làm á, ta sẽ mướn người khác. Nên là mình bắt buộc mình phải học nhiều hơn. Thì từ đó là mình sẽ ứng dụng được những cái mình đã học trong Arena từ trước tới giờ nè. Mình học về Photoshop đúng không? Ứng dụng được nè. Học về 3D đúng không? Ứng dụng được nè. Học After Effects đúng không? Mình cũng ứng dụng được luôn. Mình làm những cái poster động. Cho nên phải nói là Arena đã cho mình những cái nền tảng từ ban đầu rất là tốt luôn á. Nhiều khi hồi xưa mình học mình thấy không ứng dụng được đâu, mình nói trời, mình làm 2D mà mình học 3D là làm gì, học làm phim làm gì. Nhưng mà thật ra là nhờ học như vậy sau này mình tiếp cận những cái nguồn tài liệu rất là dễ, nhưng mình biết căn bản hết trơn rồi, mình học rất là dễ luôn. Cho nên là nếu như ai mà còn đang ngần ngại có nên học hay không, theo mình là cứ học đi. Tại vì theo một người thầy, có những người thầy ta dạy cho mình á rất là tiết kiệm thời gian so với việc mình tự học trên mạng.
mà bây giờ các bạn là người người Tây Mơ đi, mấy cái clip trên mạng cũng toàn là mấy cái tốt tiếng tiếng nước ngoài, tiếng Anh, những cái từ ngữ chuyên môn sao các bạn có thể hiểu được. Cho nên là cái việc mình theo một người thầy tốt á rất là ok, rất là nên nên học. Đó là lời khuyên của mình. Cơ duyên của em thì khác mọi người, hồi xưa là mọi người thích vẽ nhưng mà hồi đấy thì em lại thích giải trí. Nên là em cứ coi ca nhạc này nọ các kiểu, xong rồi tham gia fan club này, fan club kia. Nên là rất là thích thiết kế cho, hồi xưa là chuyên làm thiết kế cho fan club FT của các ca sĩ nước ngoài. Mà cứ làm hoài, cứ học học những cái chuyện mạng và làm. Thì nên là càng làm thì càng yêu thích cái việc làm thiết kế cho giải trí đến bây giờ. Thì may mắn là mình làm những cái mình thích á, thì lúc nào mình cũng thoải mái làm ra những sản phẩm đẹp nhất. Nên là từ đấy cũng được các anh chị trong nghề để ý đến và bắt đầu làm những cái chính thức hơn. Thì em thì vẽ thì chắc là vẽ tầm trung thôi, chứ không được vẽ đẹp đâu. Nên là có thể tự tin với các bạn là không cần vẽ tốt thì các bạn cũng có thể theo đuổi được con đường này. Tại vì nếu mà muốn vẽ tốt thì sẽ có những các bạn minh họa khác hỗ trợ cho các bạn trong những dự án mà cần đến vẽ cũng như là cần kết hợp layout này của các bạn. Nên không có gì phải lo cả. Vào nghề thì em thì đợt đấy cũng tự tìm hiểu trên YouTube và coi những cái tutorial hướng dẫn làm này làm kia các kiểu, thì ghi nhớ coi tool này làm cái gì, tool kia làm cái gì và ghi nhớ lại. Và kinh nghiệm của em là hãy xem và thật quan sát thật nhiều. Hồi đấy em xem rất là nhiều phim ảnh, âm nhạc, MV, các kiểu mọi thứ xem mà mê bẩn, rồi nhớ lại những cái layout đó, xong rồi tự làm lại những cái theo ý của mình. Và đến khi mà làm mà quen tay luôn, cho đến khi bây giờ mỗi lần mà có một project của một ca sĩ nào gửi đến cho em là em có thể được mường tượng được cái poster của đấy trong đầu em trước khi em layout nó ra trên máy tính. Điều đó cũng là một cái may mắn của em. Em cũng giống như Diệu Vân là em xuất phát là học ở kinh tế ở Sài Gòn. Thì lúc đó em cũng chưa có biết mình muốn gì, mình làm gì hết. Thì khi mà vào đó thì cũng có các câu lạc bộ đội nhóm này kia em vào. Thì vô tình thì em tiếp xúc với lại hình ảnh, chụp hình. Thì em rất là thích chụp hình. Thì sau một thời gian em chụp hình như vậy em rất là thích, thì em cũng có tìm hiểu về graphic, về hình ảnh này kia. Thì em cũng có đi học một khóa ở Arena kỳ đầu. Thì nhưng mà em thích về cái đẹp rất là nhiều, thích về cái đẹp. Thì em học cũng học về design, học phần mềm Photoshop, graphic này kia. Thì nó chỉ thỏa mãn được cái gọi là về cái nhìn của em thôi. Thì em lại kiểu có hay là muốn kiểu kể những câu chuyện bằng hình ảnh nhiều hơn, nhiều cảm xúc hơn, cho nên là em mới chuyển qua, em tìm tới editing. Thì em làm phim editing thì cũng được 2 năm. Thì bây giờ được anh Kawai, hợp tác với anh Kawai thì em mới có nhiều cơ hội làm hơn. Thì em thì dưới dự án này em làm shortlist với anh Kawai này, rồi em cũng có brief, em cũng không biết vẽ nhưng mà em brief rất là kỹ cho anh Nhật để làm effect này. Thì đó là em có cơ duyên được tiếp xúc với cả anh chị cũng cũng là một phần may mắn và thể hiện được cái tôi của mình nhiều. Thì tính cách của em thì nó phù hợp về editing hơn, tại vì em cũng khá là ít nói, ý là cũng khó nói chuyện. Nhưng mà em càng làm nhiều thì cái quan trọng nhất là mình phải thể hiện được cái góc nhìn của mình cho những người còn lại thì mình mới connect được và mới làm được những sản phẩm như thế này. Thì đó là công việc của, tiếp xúc của em, tiếp xúc với nghề của em. Thật ra thì có giai đoạn em cũng hoang mang, tại vì em cái gì em cũng có thể, em cũng thích hết. Đấy là cái ngành sáng tạo này khá là rộng, nó rất là nhiều vị trí và nhiều công việc nó khác nhau. Thì em mới học nghiên cứu sâu hơn về tư duy,
này kia thì em mới quyết định quay trở lại làm editor. Và sau này thì em lại cái công việc mà kể chuyện bằng hình ảnh ấy, nó cái màu sắc thì nó cũng một phần nó tác động nhiều đến cảm xúc của câu chuyện mình kể, nên em cũng mới tiếp xúc gần đây là em mới học thêm về color, về màu và kể câu chuyện của mình bằng màu sắc. Thì em thấy thích làm những cái mà về cảm xúc là nhiều, nên em mới định là đi lâu dài luôn. Cái vị trí của em á thì thật ra là nó connect nhiều người và quản lý á, cái dự án chung theo một cái timeline và ngân sách có sẵn, nên là mọi người thì hầu hết là làm về sáng tạo, nhưng mà em có thể là trong quá trình làm nhiều khi là kìm hãm sự sáng tạo của mọi người lại một chút. Nhưng mà để cái kỹ năng mà có thể làm được chuyện đó có nghĩa là phải hiểu tất cả các vị trí đang làm gì. Thì em thì không có được học bài bản như không có cơ hội để được học bài bản, nhưng mà trong quá trình làm của em thì từng bước từ cá nhân mình là mình đòi hỏi là mình phải biết những vị trí này làm gì và mình cần cái gì cho mình. Giống như là hồi xưa em làm editor, nhưng mà sau khi làm editor xong thì em có cơ hội được làm quản lý phòng post, thì em tự học xong rồi khi chuyển qua làm quảng cáo hoặc là làm MV thì lại tiếp xúc với những cái ekip mà tiền kỳ á, thì em lại tìm hiểu xem họ làm gì đó, tại vì có những lúc mình sẽ tương tác với họ rất là nhiều. Và cái kỹ năng cần thiết của cái vị trí này á là sự chỉnh chu trước. Sự chỉnh chu và sự điềm tĩnh nữa. Sự điềm tĩnh là do anh làm việc với quá nhiều người sáng tạo đi, thì những người mà nghệ sĩ mà làm về sáng tạo thì họ rất là dễ nóng. Mọi người có công nhận không? Mình công nhận là khi mà nhận feedback là mọi người rất là dễ nóng không? Thì mình là cái nhân vật trung gian ở giữa, thì mình bắt buộc mình phải sử dụng lý trí nhiều hơn. Đó. Sử dụng lý trí và cái sự gọi là thấu cảm nhiều hơn á. Có nghĩa là vị trí đó họ đang bị vấn đề gì, là chắc chắn khi mà xảy ra vấn đề thì nó sẽ có lý do hết á, chứ không phải là mình sẽ đi tìm hiểu sau coi mọi người đang bị gì và mình kết nối mọi người lại để giải quyết cái vấn đề đó. Thì cái vị trí của em nó liên quan đến quản lý nhiều hơn, nên là bản thân em phải biết nhiều thứ hơn, và có nhiều trường hợp thì mình cũng phải chữa cháy cho các bạn khác nữa, nên là thí dụ như về dựng thì em cũng biết chút. After Effects thì cũng biết chút, để nhiều khi là mấy bạn online thì bạn bị bệnh ngang hay gì đó, hoặc là off ngang nữa, thì mình có thể nhà qua mình làm luôn. Hoặc là về 3D thì em cũng có tìm hiểu quy trình để có thể mà trao đổi với Nhật và để làm việc với team cho nó ổn hơn. Dạ, chào mọi người, em đã quay lại rồi. Thì đối với em trong 7 người còn lại thì có mình em, có thể là chắc là có mình em là không qua trường lớp chuyên nghiệp. Có lẽ tới thời điểm hiện tại thì em rất muốn được đi học, nhưng mà em là người không được có nhiều cơ hội để được đi học. Thì một trong những trường thật sự luôn là một trong những trường mà em đã có từng ước mơ được đi học, đó là Arena Multimedia. Hồi em nhớ năm 2015-2016 em không có đủ tiền để học, và em mới làm em xuất phát điểm từ underground, em chơi rap lên. Em thích hồi đó chơi nhạc, nhưng mà thường chơi nhạc thì mọi người sẽ có cái poster của cá nhân đó, nhưng mà mình muốn được làm nên là mình sẽ tự học cho mình làm poster. Sau đó mình làm nhiều cho các nghệ sĩ underground khác. Sau đó thì cứ mỗi ngày mình học từng chút một, cũng mở lòng với mọi người, cũng từ Photoshop lên, xong rồi qua nhiều tất cả các vị trí. Có nghĩa là em làm từ graphic design, editor, làm sound designer, xong rồi làm, nói chung là tất cả các vị trí trong một cái hậu kỳ là em đều làm hết. Sau đó thì đến một thời điểm thì em ra em hiểu hết rồi, thì em mới rút ra ngoài, em mới mở công ty riêng. Thì lúc đó mình lùi về sau, mình không còn làm artist nữa, mà lúc đó mình chuyển hướng qua quản lý và nắm phần, giống như là chị Vân đó, producer đó. Thì mình sẽ cũng là cái người connect cho mình, hiểu cái vấn đề mình cần xử lý là cái gì trong đó, nhưng mình không có rộng như chị Vân là nắm về phần mấy phần khác, mà em chỉ chuyên sâu về đưa cái feedback và cái feeling cho các bạn artist hiểu như thế nào là làm ra được cái như vậy. Các bạn sẽ giỏi về kỹ thuật, nhưng mà các bạn sẽ thiếu về cái
cái feel làm sao để mà ví dụ như mình kêu một cái brief làm sao mà có thể hiểu được là làm sao để mình có thể ra được cái shot đó mà nó đúng như cái ý mà khách hàng hay là đạo diễn muốn, thì là mình là cái người mà để mà đưa cho mọi người, đưa cho các cái artist hiểu được là à bây giờ mình phải làm như thế này, làm như thế kia này, phải đưa ánh sáng như thế này, ánh sáng như thế kia, phải đưa cái này đưa cái nọ vô nè, thì sẽ ra được như vậy. Thì mấy bạn thì công việc chính của em là như vậy. Thì để mà nói rằng là làm sao để mà được như những anh chị ở đây hoặc là giống như em đi, thì các em cũng chưa là gì đâu, thì để được như vậy thì cái em góp nhặt được 8 năm làm nghề của em là xem thật nhiều và phải nhìn nhận ra được là cái nào đẹp cái nào xấu, là cái bản chất của mình phải nhìn nhận ra được là cái nào đẹp cái nào xấu, mình phải biết được là cái nào đẹp như thế nào, và mình phải cảm giác, phải cảm nhận được, cảm nhận mà xem thật nhiều, giống như là nãy Tuấn cũng có nói, Tuấn Mắt cũng có nói là phải xem nhiều và tự làm đi làm lại với những cái tutorial á, cái đó là cái cực kỳ quan trọng, phải xem nhiều, học nhiều và coi tutorial nhiều, đó cũng là một cái cách. Và giống như anh Khôi nữa là phải tìm ra một người thầy, hoặc là nói chung là nếu mà có cơ hội là phải đi đến trường học là cái điều chắc chắn rồi, nhưng mà nếu không có cơ hội đến trường học thì phải tìm cho mình một người thầy, hoặc là phải cực kỳ siêng năng và cái giải pháp bây giờ rất nhiều phương pháp để học, nhưng mà cái quan trọng chính nhất là nếu có cơ hội thì chắc chắn đi học, hai là tìm cho mình một người thầy, và nếu còn không có những cái yếu tố đó nữa thì mình nên xem tutorial và cover lại thật nhiều, không có cái gì mà quan trọng bằng từng cụ hết, cứ từ từ từng chút một rồi sẽ đến được cái đích mà mọi người đang có ở đây. Chỉ cần nỗ lực, xem một chút may mắn nữa là sẽ có những cái mà mọi người tưởng tượng mà có thể là mọi người nghĩ là không không thể đạt được, cứ từ từ một từng chút một mọi người sẽ gặt hái được.